Đây là một nguyên âm đôi Nó đọc là E Gần giống với chữ gì E trong tiếng Việt Nhưng mà trong tiếng Việt mình đọc E Mình chằn hết cái miệng của mình ra Chằn ngang luôn Nhưng mà đối với cái âm này thì mình không có chằn Mình chỉ vừa nói cái miệng vừa Vừa mở ra là mình kết thúc rồi E, E, E Ok Hôm nay mình sẽ chỉ tất cả các bạn nhận diện cái âm này bằng mặt chữ nha Đầu tiên thì sẽ là trường hợp chữ A đi với chữ E chữ này khi mà đọc lên các bạn hình dung cho mình nó giống chữ gì trong bảng chữ cái các bạn đó là chữ a do vậy khi các bạn nhìn những cái mặt chữ mà có chữ a đi với chữ e thì chữ a này nó sẽ đọc thành âm A và chữ e này sẽ là âm cơm không có được đọc các bạn lưu ý nha mình có ví dụ như là chữ gì make làm hoặc là gì bánh là gì là cake hoặc cái cạo là rake hoặc hồ nước là lake hoặc là gì? Băng keo là gì? Tape Hoặc là cái áo chọn, Cape Rất nhiều từ nha các bạn Cứ có cái mô tiếp tương tự như thế này Thì các bạn đọc nhanh cho mình nói gì thành âm E Và trường hợp thứ hai Vẫn tiếp tục có chữ A Nhưng mà chữ A đi với chữ Y dài Nhìn thấy giống tiếng Việt đọc lại A, đúng không? Nhưng mà mình đọc A, A, A nhẹ nhàng hơn. Mình có những chữ như vậy. Hey. Cỏ khô đó các bạn. Hoặc là gì? Pay. Thanh toán. Từ này rất quen thuộc. Chúng ta dùng hàng ngày. Day. Hoặc là gì? Pray. Dành cho những bạn nào hay đi nhà thờ cầu nguyện nè. Ok. Và trường hợp thứ ba Đó là gì? Chữ A đi với chữ Y ngắn. Ví dụ như mình có những chữ như vậy Snail Hoặc là gì Mail Hoặc là gì Snail là con ốc sen Mail là mail là thư đó các bạn Rồi gì nữa Nail PAN Đâu Hoặc là sơn vẽ Paint Hoặc là gì Em mục tiêu, mục đích. Claim, đòi hỏi, yêu cầu. Rất nhiều từ có mô tiếp như thế này, nhưng mà các bạn có nghe mình đọc khác không ạ? Ở những từ này các bạn lưu ý cho mình, những từ ở cuối nó là gì? Chữ gì đây là chữ L, chữ N, N, chữ M và chữ M. Thế là ở đây mình đọc khác mình Các bạn không còn nghe âm A nữa Ví dụ trên đây mình đọc là hề hey, Ở dưới đây mình đọc là snail Hoặc là chữ này mình đọc là pen Các bạn thấy giống âm gì ạ? À? Giống âm gì? Âm E Bởi vì âm A Mà khi cộng với những âm nó làm âm cuốn lưỡi nó giống như là vậy nó làm thay đổi bản chất âm khi là ở cuối mình không có đọc là l mà khi đó mình chỉ cong lưỡi lên mình giống như tạo ra âm ồ cái lưỡi mình vừa cong lên là mình kết thúc âm rồi do vậy nên nó làm thay đổi bản chất của âm a tương tự m cũng vậy khi m mình nói âm m là mình đã ngậm miệng lại mình nói Ừm ừ, ừ, ừ. Giống như mình vừa nói chữ em thôi là để mình ngậm hai môi lại Mình nói chữ em để mình kết thúc cái âm của chữ M Do vậy nó cũng làm biến đổi cái âm E Tiếp theo đó là âm N cũng tương tự như vậy Nó làm mình sẽ nói âm Thay vì mình nói ừm Mình thấy nó giống như là tiếng Việt của mình Mình đọc những chữ này là gì M Hoặc là chữ này là mình đọc gì N Đó Thì khi mà đứng cuối các bạn sẽ dừng lại ở đây là âm n n n ví dụ mình đọc là pen pen ừ, âm n của mình các bạn nếu mà các bạn học nghe học luyện âm kỹ các bạn sẽ nghe được âm như thế này khi các bạn tra bất cứ những cái từ nào tương tự như vậy trong từ điển đó người ta không có thể ráp âm là gì a n do vậy cái âm nó sẽ gì nó đọc nó hạ về cái giọng giống âm e và nó ghép lần lượt với những âm này e đi với l thì đọc như tiếng việt là gì l sau đó mình cong lưỡi của chữ l lên mình đọc là l l e với m các bạn sẽ nghe gì m m đó hoặc là e với n các bạn sẽ nghe là gì n n đó đây là lý do những chữ như thế này mình nghe âm nó khác snail mèo nail, pen, pant hoặc am, clam. Đó các bạn lưu ý nha. Và một trường hợp đặc biệt nữa mà các bạn hay sai đó là chữ đây là một trường hợp đặc biệt gồm một số những cái từ như thế này. Đầu tiên đó là chữ e đi với chữ a. Chữ này nhiều bạn hay đọc là gì? Break nè. Bể hoặc là đổ vỡ một cái vấn đề gì? ngay cả vấn đề hoặc là đồ vật luôn đó nó sẽ đi với giới từ nhưng mà chữ riêng bản thân chữ này nhiều bạn hay đọc là break là sai nha các bạn nó đọc là break b vẫn giữ nguyên nè r nè e với a lúc này nó đọc thành âm e đó có một số ngoại lệ như thế này các bạn lưu ý chữ này là gì break break bạn nào đi ăn bò bít tết mình đi ăn gì thịt bò tái thì các bạn hay có gì đây nhiều bạn cũng gọi chữ này là stack hoặc là gì đó nhưng mà chính xác nó là gì beef là thịt bò hai chữ e này nó đọc thành âm i F -b -b e b beef e với a trong trường hợp này cũng đọc là gì sờ giữ nguyên từ giữ nguyên đọc thành âm a steak beef steak đó, các bạn lưu ý ha rồi tiếp theo trong chữ này các bạn có thấy gì không e i g h này thì nó đọc thành âm e cái cụm GH ở đây nó sẽ là âm câm không có được đọc ví dụ như mình có số 8 này các bạn nó có chữ tờ cả cụm này mình đọc thành e có chữ tờ bật ra tờ mình đọc là eight. hoặc là gì 80 80 thì mình đọc gì 80 80 hoặc gì nữa các bạn hoặc mình có gì xe trực tuyến của ông già Noel nè các bạn Dây này nó có hai cách viết hoặc là gì có thể các bạn sẽ nghe ở đâu đó người ta đọc là sled hoặc là slay đều được ha đó thì cộng này nó đọc là gì A còn chữ này thì e với d đọc theo âm ngắn e d sled